Bữa cơm trưa đắt giá nhất thế giới là của ai? Không phải là tỷ phú dầu mỏ Ả Rập, không phải là tỷ phú đô la phố Wall của Mỹ, mà chính là bữa cơm trưa của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Văn Sơn. Sau bữa cơm trưa, nhà nước đã mất 50 tỷ đồng. Vâng, chính ông ta, Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, và hiện giờ là bị can, đã bị khởi tố, bắt tạm giam và đề nghị truy tố trong một vụ án hình sự. Vâng, chỉ trong một buổi cơm trưa thôi, các vị tướng đã bàn nhau rút 50 tỷ từ ngân sách, chia nhau xài chơi. Và tôi là Hoàng Linh, chúc anh chị sức khỏe, năng lượng và tình yêu cuộc sống. Chúng ta cùng nhau theo dõi diễn biến của buổi cơm trưa kinh khủng này, xem cách mà họ lấy tiền nhà nước, ngân sách như thế nào, dễ dàng như lấy đồ trong túi ra. Tháng 2 năm 2019, Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển dự toán ngân sách nhà nước chi quản lý hành chính năm 2019 tổng là 450 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phân bổ 150 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư, thiết bị. Ông Nguyễn Văn Sơn, khi đó là Tư lệnh Cảnh sát biển, đã gặp ông Hưng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật, yêu cầu khi mua sắm vật tư thiết bị phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng. Ông Hưng nói Cục Kỹ thuật chưa bao giờ thực hiện việc này, rút ra 50 tỷ đồng là rất lớn, khó thực hiện, phải thống nhất trong thủ trưởng Bộ Tư lệnh thì cũng mới làm. Đầu tháng 4 năm 2019, tại phòng ăn của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ông Sơn trao đổi với 4 cấp dưới gồm Trung tướng Đồng cùng 3 thiếu tướng Quyết, Hậu, Dũng về kế hoạch rút ruột 50 tỷ đồng. Tất cả đồng ý và không có ý kiến gì khác. Họ đồng ý rất nhanh. Tiếp đó, ngày 4 tháng 5 năm 2019, sau khi ký quyết định giao dự toán ngân sách cho Cục Kỹ thuật 179 tỷ đồng, ông Sơn tiếp tục yêu cầu Hưng rút 50 tỷ đồng để chuyển về Bộ Tư lệnh. Ông Hưng sau đó trao đổi và yêu cầu 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật khi thực hiện chi tiêu nguồn ngân sách phải rút lại tổng số tiền 150 tỷ đồng để ông Hưng chuyển lại cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh sử dụng vào việc chung. 6 trưởng phòng đều báo cáo với ông Hưng là khó thực hiện. Ông Hưng tiếp tục yêu cầu 6 trưởng phòng phải xác định việc rút 50 tỷ đồng là nhiệm vụ Thủ trưởng giao và phải hoàn thành. Ông Hưng giao định mức cụ thể cho từng đơn vị, trong đó phòng quản lý kỹ thuật cao nhất với 25 tỷ đồng, phòng xe máy ít nhất với 50 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch của ông Hưng, 6 trưởng phòng phân chia nguồn ngân sách được giao thành 29 gói thầu, trong đó 9 gói trị giá 10 tỷ đồng, trị giá dưới 10 tỷ đồng để Tư lệnh Cảnh sát biển phê duyệt, không cần phải báo cáo với Bộ Quốc phòng. Những người này cũng chủ động đặt vấn đề với nhà thầu để nâng giá nhằm hỗ trợ đơn vị có nguồn quỹ vốn sử dụng vào mục đích phúc lợi để được tham gia dự thầu và trúng thầu. Các doanh nghiệp đồng ý nâng giá vật tư, thiết bị hoặc trích lại lợi nhuận. Sau đó ông Hưng, ông Hòe tham mưu đề xuất Tư lệnh Sơn ký hợp đồng với các doanh nghiệp, trong đó 24 hợp đồng do 16 doanh nghiệp thực hiện có liên quan đến việc rút lại 50 tỷ đồng. Các doanh nghiệp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nghiệm thu và bàn giao vật tư thiết bị về kho tổng hợp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và chuyển tiền thanh toán dứt điểm cho các nhà thầu. Từ tháng 12 năm 2019 đến đầu tháng 1 năm 2020, theo đúng thỏa thuận, các nhà thầu đã chuyển lại trực tiếp bằng tiền mặt cho 6 trưởng phòng của Cục Kỹ thuật. 6 người này sau đó nộp lại toàn bộ tiền cho ông Hưng để chuyển cho tướng Sơn. Việc giao nhận tiền đều được thực hiện tại phòng làm việc của ông Hưng và ông Sơn. Sau khi nhận lại 50 tỷ đồng, tướng Sơn chia cho mình và 4 ông Đồng, Hậu, Quyết và Dũng. Đến ngày 19 tháng 6 năm 2020, ông Hậu làm đơn gửi cơ quan chức năng kèm theo 2 file ghi âm phản ánh về tiêu cực, tham nhũng của bản thân và các đồng phạm. Sự việc đó sau được đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra. Tháng 9 năm 2021, 5 người hưởng lợi tự nguyện nộp lại mỗi người 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong vụ án, ông Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển, bây giờ là bị can, bị xác định có vai trò chủ mưu khởi xướng, do đó phải chịu trách nhiệm chính. Các bị can Đồng, Hậu, Quyết, Dũng là người cùng chủ mưu, chịu trách nhiệm sau bị can Sơn. Hai bị can Hưng và Què là cấp dưới có mối quan hệ lệ thuộc, không được hưởng lợi vật chất, chịu trách nhiệm với vai trò thực hành giúp sức. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương mới đây đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Sơn, cựu trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển về tội tham ô tài sản. 6 người khác cũng bị truy tố tội danh trên gồm Hoàng Văn Đồng, 63 tuổi, cựu trung tướng, cựu chính ủy, Doãn Bảo Quyết, 61 tuổi,
cựu thiếu tướng, cựu phó chính ủy; Phạm Kim Hậu, 59 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh, cựu tham mưu trưởng; Bùi Trung Dũng, 63 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh; Nguyễn Văn Hưng, 57 tuổi, cựu đại tá, cựu cục trưởng cục kỹ thuật; và Bùi Văn Què, 54 tuổi, cựu thượng tá, cựu phó phòng tài chính. Chúng tôi rất ngạc nhiên những vị tướng cảnh sát biển dày dạn kinh nghiệm trong trận mạc cũng như trong quản lý và nhiều năm trong màu ảo quân đội, vì sao lại dễ dàng thống nhất nhau chiếm đoạt số tiền cực lớn từ ngân sách nhà nước như vậy? Chỉ sau một buổi cơm trưa của họ, nhà nước đã mất 50 tỷ đồng. Một bữa cơm trưa quá đắt giá. Chúng tôi quen biết và cũng đã từng tham dự nhiều buổi cơm trưa. Những chủ tịch tập đoàn thường làm việc xuyên đêm, xuyên trưa, xin lỗi. Chúng tôi cũng nhiều lúc cũng phải vừa làm việc vừa dùng cơm trưa, bữa trưa với nhiều chủ tịch tập đoàn. Và qua đó chúng tôi thấy họ cũng sinh hoạt bình thường như nhiều người. Chúng tôi lấy ví dụ như anh Nguyễn Đăng Quang, Ma San, Bùi Thành Nhân, Novaland, anh Vượng, Phạm Nhật Vượng, Vingroup, Lê Biết Lam, Sun Group, chị Nguyễn Phương Thảo, chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Vietjet càng đơn giản hơn, chị Thái Hương, TH Trung Miêu càng đơn giản hơn. Và họ xem bữa ăn cơm trưa cũng như bình thường, ăn như một suất ăn như những cán bộ nhân viên, những người cùng làm việc với mình trong công ty, không có gì khác biệt. Và chúng tôi được biết hiện nay các nhà doanh nghiệp đều tránh những buổi tiếp xúc mang tính riêng tư với công chức viên chức nhà nước, họ chỉ gặp lại bạn bè. Và chúng tôi cũng đã từng uống bia vỉa hè nhưng với những chủ tịch tập đoàn, họ cũng bình thường như những người khác. Và chắc là họ sẽ giật mình, không bao giờ tưởng tượng được có một buổi cơm trưa thôi mà tiêu tốn đến 50 tỷ đồng của nhà nước. Thật là khủng khiếp. Chúng ta chờ xem hội đồng xét xử và tòa án sẽ có mức án như thế nào đối với những người này. Xin cảm ơn rất nhiều.